Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Phải nói là hôm nay nó có một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên các bạn. Thì hôm qua Phương mới lên clip hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn kiểm tra số điện thoại của mình đã đăng ký thông tin chính chủ của mình chưa. Thì chiều hôm nay Phương đã nhận được một tin nhắn. Không phải riêng mình Phương mà Phương nghĩ là tất cả các bạn đang ở Sài Gòn đều nhận cái nội dung tin nhắn này. Nội dung tin nhắn được gửi đến từ Ủy ban Nhân dân. Nhắc cho các bạn biết rằng cái căn cước công dân gắn chip và cái tài khoản định danh điện tử của các bạn chính thức nó thay thế sổ hộ khẩu. Và khi mà các bạn đăng ký tạm trú, tạm vắng hay là làm những cái thủ tục hành chính hoặc dịch vụ công thì chính thức những cái ứng dụng này nó sẽ thay thế cho sổ hộ khẩu cũng như những cái giấy tờ cũ. Đó. Thì kèm theo đó là nội dung tin nhắn nhắc nhở các bạn những ai mà chưa cài đặt cái ứng dụng định danh điện tử hay là bổ túc thông tin làm sao cho nó đầy đủ. Nhắc các bạn, cái thứ nhất là cái nhắc cho các bạn cách cài đặt cái ứng dụng định danh điện tử nè và bổ sung thông tin làm sao cho nó đầy đủ để cái ứng dụng của mình nó nằm ở cái mức định danh mức 2, có nghĩa là mức gần cao nhất đó các bạn, để sau này nó phục vụ cho các bạn khi mà các bạn làm những cái thủ tục hành chính hay là những thủ tục liên quan tới dịch vụ công đó. Thì Phương nghĩ là tương lai sau này cái sổ hộ khẩu chính thức nó đã bị loại bỏ rồi và các bạn đi làm bất cứ một cái gì Phương nghĩ là sẽ đều quét mã QR thôi. Trong cái ứng dụng trong trong cái ứng dụng định danh điện tử đó đó các bạn, thì nó cho phép mình tích hợp bằng lái xe, rồi bảo hiểm xã hội, rồi giấy tờ xe vào trong cái ứng dụng đó luôn. Có nghĩa là sau này các bạn sẽ không cầm một nùi giấy tờ nữa mà các bạn chỉ cần một cái điện thoại smartphone đã cài được cái ứng dụng định danh điện tử ha, và trong cái ứng dụng đó các bạn bổ túc đầy đủ những cái thông tin cơ bản hoặc là những cái thông tin chủ đạo để cho cái ứng dụng định danh điện tử của mình nó nằm ở cái mức cao nhất, đó chính là định danh mức 2. Thì Phương đã cài rồi các bạn. Thì hôm nay cái clip kế tiếp thì Phương muốn kể lại cái quy trình cũng như cái hồi ký, cái nhật ký mà khi mà Phương đi làm cái căn cước công dân có gắn chip các bạn. Thật sự rất là khổ sở luôn các bạn. Để đây đây là cái tờ giấy hẹn nè, đây là cái tờ giấy hẹn lấy căn cước công dân lần khi mà Phương làm lần 1. Thì Phương làm vào ngày 4 tháng 4 2021, mà các bạn có tin là gần một năm rưỡi Phương mới cầm được cái căn cước công dân có gắn chip trên tay không các bạn, kinh khủng không? Thì cái lần này Phương làm là cái phần lần mà bên phía nhà nước chạy deadline các bạn, là coi như là những cái bộ phận mà làm căn cước công dân đều tới mọi ngõ ngách ngõ hẻm, tổ chức làm xuyên đêm, làm tới 10 giờ đêm để chạy, coi như là khuyến cáo mọi người ra phải tranh thủ làm hết, chuyển đổi từ căn cước công dân chưa gắn chip chuyển sang có gắn chip, những ai xài chứng minh nhân dân cũ chuyển sang căn cước công dân có gắn chip. Đó, chạy deadline cực như vậy luôn á. Phương còn nhớ cái hôm đó Phương đi làm là tầm 6-7 giờ tối các bạn. Thì vừa làm xong các bạn thì nó dính dịch. Nó dính dịch nên không lấy được. Nên Phương hình như Phương nhớ là gần qua Tết luôn các bạn. Hết cái năm 2021 qua tới đầu năm 22 mới đi lấy. Mà đi lấy đâu có được đâu các bạn. Sai tè lè, tét lét. Mà cái lần đầu làm nó như đóng cũng gần hai mấy ngàn, 30 ngàn thì vậy. Thì Phương muốn nhắc lại cho các bạn ha, Phương muốn kể lại cho các bạn cái lúc mà Phương đi làm mà nó bị fail lần đầu. Thì sau khi Tết 2022 xong, cái Phương đi ra, Phương cầm tờ giấy hẹn này, Phương đi ra quận Phương lấy. Không có các bạn. Ác lắm. Phương á thì đi làm giờ hành chánh. Có nghĩa là không có cái giờ nào mà Phương đi ra Phương lấy được, mà trong khi cái nơi ở quận các bạn trả lại kết quả căn cước công dân cũng là giờ hành chánh luôn. Không có làm sao mà làm được. Chỉ có chiều thứ bảy nghỉ, chiều thứ bảy Phương nghỉ thì chiều thì thứ bảy của bên quận cũng nghỉ, thế là đi nội mà đi lấy cái căn cước công dân thôi là Phương cũng phải xin nghỉ, Phương cũng xin về sớm một nửa buổi các bạn, ác giá sợ luôn. Đáng lý ra bên phía quận phải xem xét lại cái giờ giấc làm sao ha, giống như mấy anh lúc mà ban đầu tổ chức kế hoạch đồ các bạn rầm rộ quy mô lắm, làm tới 10 giờ đêm, làm tới xuyên xuyên suốt cuối tuần thứ bảy chủ nhật, chạy chạy làm xuyên suốt luôn đó. Tới lúc mà mình đi lấy mới ác giao giờ hành chánh mà mình cũng đi làm giờ hành chánh đó, đó là cái mà Phương thấy cái bất cập đầu tiên. Rồi cái đến đi lấy nha,
mang tờ giấy này vô chỗ hẹn là Phương Phế Linh quận các bạn. Phương Phế Linh quận, nào tờ giấy này vô thì cái người mà nhận cái tờ giấy này kiểm tra nói của Phương sai nên không có. Đó, thì sai cái gì thì ghi cho có ghi cho Phương nè các bạn, là hồ sơ sai lệch, xin thông báo định danh. Đó. Nó ác ở cái chỗ này, để xin thông báo định danh có nghĩa là sao các bạn? Là trước khi các bạn đi làm căn cước công dân có gắn chip thì các bạn phải đi làm, đều phải đi lấy cái số định danh. Đó. Lấy cái số định danh thì nó có hai cách. Cái cách thứ nhất á, là các bạn ra công an phường. Đó. Cái cách thứ hai là các bạn có thể lấy được online luôn. Đó, các bạn có thể lên trang dịch vụ công, các bạn đăng ký tài khoản của các bạn có thể truy ra được cái số định danh của mình. Cái mã số định danh chính là cái số căn cước công dân của các bạn luôn á các bạn. Ha, nhiều người bây giờ, Phương nghĩ là nhiều người bây giờ mới biết cái số định danh và cái số căn cước công dân là một nha các bạn. Đó. Thì lúc đó Phương về, Phương hỏi mấy anh làm ở ở ủy ban các bạn, thì có anh hướng dẫn cho Phương là đăng ký tài khoản dịch vụ công là Phương lấy được số định danh. Thì sau khi lấy được số định danh rồi các bạn, thì Phương phải xin off một lần nữa. Phương phải xin nghỉ một ngày để Phương đi ra Phương làm tiếp. Rồi đi ra làm tiếp các bạn biết không, Phương cái anh công an mà anh làm bên cái căn cước công dân này, Phương nói là bây giờ anh ơi em lấy được số định danh rồi. Anh mới nói với Phương là ok, nếu mà anh check ra đầy thông tin đúng hết là anh thì anh sẽ làm tiếp cho em thôi. Có nghĩa là Phương khỏi phải mất công đi ra công an phường, Phương tốn thời gian Phương làm cái tờ giấy định danh chi á. Cái số định danh của Phương đúng, vô check lại thông tin, bà nội trợ, cái hôm mà làm ở chạy deadline, làm ở phường, làm ở tổ các bạn, mình dân tộc Kinh, ông nội khi nhầm sao vô thành dân tộc Hoa, bó tay. Cuối cùng fail các bạn. Cuối cùng fail. Đó, cuối cùng là coi như là hôm đó Phương xin ngày nghỉ là tốn công không được gì hết. Cái xong gần cái tháng sau, mấy tháng sau Phương phải xin nghỉ một ngày nữa để đi ra công an phường, Phương làm cái tờ giấy định danh. Đó. Nè các bạn, Phương làm cái tờ giấy định danh này nè. Đó, có mọc đỏ đàng hoàng nè các bạn, có mã QR nè, nội dung nè, số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia ở công an phường, cái phường các bạn ở nha. Đó. Thì sau khi có cái tờ giấy này là những cái thông tin trong cái tờ giấy này nè các bạn, là những cái thông tin mà ở trong cơ sở dữ liệu quốc gia đã cập nhật cho các bạn rồi. Đó. Thì lúc mà chuẩn bị in ra là mình phải ra mình kiểm tra lại ha, mình ngồi với cái anh công an khu vực đó, mình kiểm tra lại thông tin của mình để anh nhập lại trên hệ thống cho đúng. Đó. Ảnh công an phường nhập hệ thống, nhập thông tin cá nhân của mình trên hệ thống của dữ liệu quốc gia ha, xong rồi in ra cái tờ này rồi ký xác nhận nha các bạn. Đó, tại vì công an phường công an khu vực mới có quyền thay đổi cái nội dung này, chứ không phải là ở của mấy anh mà làm căn cứ công dân nha các bạn, không được. Mấy anh căn cứ công dân, nhiệm vụ của mấy ảnh là cái gì? Kiểm tra thôi. Kiểm tra coi cái hồ sơ với cái lệnh này nó có khớp, xong rồi lấy những cái thông tin này để đăng nhập để tạo ra cái căn cứ công dân cho các bạn thôi, chứ mấy ảnh không có cái quyền tác động vô thay đổi sửa chữa nha. Bởi vậy nó có những cái trường hợp mà nhiều người không biết, cứ nói là mấy anh này làm khó. Mấy anh này chỉ có cái là nhập sai thôi ha. Có nhiều người may mắn gì đâu các bạn, có thằng bạn Phương các bạn, nó làm một phát, một hai tuần sau được tổ trưởng giao tới tận nơi luôn chứ. Ủa, trong khi các bạn biết không, cái lần đầu tiên Phương đi làm ha, ngày 4 tháng 4 2021 ha các bạn, rồi trong từ cái khoảng tháng 4 2021 đó cho tới sang năm sau luôn, sang gần một năm luôn các bạn, gần tháng 3 tháng 4 của năm 2022 luôn á, không có một ai thông báo cho Phương biết là cái căn cứ công Phương nó bị lỗi cái này lỗi cái kia gì hết các bạn. Ủa, tới lúc mà ra lấy giấy hẹn rồi mới phát hiện là không có số định danh. Đó. Về kiếm số định danh, cái xin nghỉ một ngày lên để cập nhật số định danh thì truy ra nhập dân tộc của mình sai, mình dân tộc Kinh, nhập dân tộc Hoa. Ác đạn dễ sợ. Rồi cuối cùng kế đến phải xin nghỉ một ngày đi làm cái tờ giấy định danh cá nhân này.
điên đầu thiệt chứ. Đó. Để còn cái tờ giấy định danh cá nhân này thì Phương nói cho các bạn biết ha, là những ai mà sinh ví dụ như sinh ở cái tuổi cao ví dụ như là 6X, 7X, 8X đồ các bạn, 9X đồ, thì cái tờ giấy khai sinh của mình là tờ giấy khai sinh nó có bản cũ, nó không có cái số định danh. Sau này các em gần cuối 2K mà các em được sinh ra thì cái tờ giấy khai sinh nó đã có mã số định danh của các em ở trên giấy khai sinh luôn rồi. Đó. Vậy thì các bạn khi mà chuẩn bị đi làm căn cước công dân có gắn chip á, thì các bạn phải chủ động đi ra công an phường làm cái tờ số định danh cá nhân này ha. Có cái tờ này rồi thì mới lên làm được căn cước công dân có gắn chip nó một cách nó nhanh, gọn lẹ và chính xác. Các bạn nhớ nha. Và chính xác. Đó. Rồi, sau khi lúc mà Phương làm được cái tờ này nè các bạn. Sau khi lúc mà Phương làm cái tờ này được rồi, cái xong Phương lấy về, Phương cũng chưa đi làm nữa tại Phương có xin nghỉ được đâu. Phải đi làm giờ hành chánh. Đó. Thì hơn sao bên phía mà cái tổ mà làm căn cước công dân các bạn, nó được mở rộng ra là từ quận chuyển về trụ sở công an phường làm luôn. Đó, quá tiện luôn các bạn. Và trụ sở công an phường làm tới qua giờ hành chánh luôn. Có nghĩa là sau 5 giờ chiều luôn. Quá tốt luôn các bạn. Trời ơi, cái xong Phương cầm tờ giấy này Phương đi làm, Phương ra công an phường Phương làm luôn. Khỏi phải ra quận, ra công an phường làm. Mẹ ơi, mấy ông mình mới được train hay sao, đường truyền dữ liệu vẫn bị vấn đề gì á. Phương ra Phương làm cái lần đó là lần 2 ha. Đưa cập nhật đầy đủ hồ sơ cho các bạn. Làm ok hết luôn, in ra cho Phương tờ giấy hẹn luôn. Phương đóng tiền lần 2 tiếp kế tiếp luôn các bạn. 2-3 tháng sau đi cầm cái tờ giấy hẹn ra lấy. Không có một cái thông tin gì trên hệ thống về cái căn cứ công dân của Phương. Phương nghĩ lúc đó là mấy ông này mới được train nè, làm trong cái quá trình làm không biết là đẩy dữ liệu của Phương lên bị fail hay sao mà mấy ông không biết. Cuối cùng làm lại tiếp lần 3. Má ơi. Làm lại tiếp lần 3 các bạn. Lần 3 Phương làm là tháng 9 đó các bạn. Là tháng 9. À, Phương ra Phương nói với cái anh đó thì cái anh đó anh làm lại cho Phương thì là cái lần thứ 3 Phương không bị mất tiền. Thì Phương cũng đưa tờ giấy này kiểm tra lại lần nữa rồi. Đó. Xong rồi mãi tới lần 3, tới tháng 10, 2022, chính thức Phương mới có được cái căn cước công dân gắn chip chặt trên tay. Quá chua chát luôn các bạn. Tại vì Phương không hiểu cái quy trình của mấy anh làm nó không có khép kín hay sao á. Đáng lý ra cái lần đầu tiên mà Phương fail á, là mấy anh công an khu vực phải nắm được số liệu, báo là ở đây em bị fail nha, em bị fail hay sao, em sao để biết làm. Lần này không các bạn. Mỗi một lần mấy anh làm giờ hành chánh, Phương cũng đi làm giờ hành chánh. Mỗi một lần cái phải xin nghỉ nửa buổi, xin nghỉ một buổi. Mà phải đâu có xin nghỉ liên tục được các bạn. Phải canh khoảng thời gian dài ra rồi phải đi bổ túc hồ sơ này nọ đồ. Thì bởi vậy Phương nhắc cho các bạn một cái vấn đề ha. Đây là những ai mà trước khi đi làm căn cước công dân có gắn chip thì các bạn phải đi ra công an phường nơi mình ở làm cho mình cái tờ giấy định danh cá nhân ha. Ví dụ như ai mà ở dưới quê mà lên Sài Gòn làm việc thì chịu khó về quê một ngày để làm cái tờ giấy này. Và nếu được thì làm căn cước công dân ở dưới quê luôn. Tại vì sao? Các bạn làm ở dưới hồ sơ nó nằm, dữ liệu của bạn nằm ở dưới, nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn là các bạn làm ở cái chỗ mà các bạn đang tạm trú. Thì nó rất là phức tạp. Ha. Để cái căn cước công dân có gắn chip này các bạn làm một phát ăn ngay là các bạn phải đi làm cái tờ giấy định danh cá nhân ha các bạn. Còn cái việc mà các bạn ở đăng ký tạm trú trên đây mà sao các bạn có được tờ giấy này thì cái chuyện đó Phương không nói tới. Đó. Rồi, và cái căn cước công dân có gắn chip này thì nó được bắt đầu cho các trẻ từ 14 tuổi. Đúng ngày mà các bạn tính ra 14 tuổi là các bạn chủ động cho các bé đi làm căn cước công dân có gắn chip nha. Nhanh gọn lẹ đi các bạn. Tại vì những cái kỳ thi một phần khi mà có căn cước rồi thì thi chuyển cấp á, thì cũng yêu cầu trong cái quá trình là cũng phải có căn cước công dân rồi. Nên khi mà vừa các bạn, các quý phụ huynh mà thấy vừa đủ 14 tuổi thì cứ cho nó đi làm ha. Đó. Rồi, vậy đơn giản ha. Vậy là trước khi mà các bạn làm căn cước công dân thì các bạn phải đi làm tờ giấy định danh.
ai ở địa phương nào thì làm ở địa phương đó cho nó nhanh và cho nó chính xác và có gì đó các bạn sửa chữa được ha. Còn cái clip này thì chia sẻ lại một phần cũng như kể lại cái quá trình mà Phương cầm được cái căn cước công dân có gắn chip trên tay hơn 1 năm rưỡi trời các bạn. Làm từ tháng 4 2021 tới tháng 10 2022 mới cầm được trên tay. Đi làm 3 lần, phát sinh ra những cái tờ giấy đó là chính là tờ giấy định danh. Đó. Quá chu lẹ luôn. Rồi, các bạn chủ động đi ha. Hầu như bây giờ thì cái những cái đơn vị mà làm căn cứ công dân các bạn không và kho Phương thấy là lâu lâu ở bên phường, công an phường các bạn, công an phường tổ chức ha, không nhất thiết là các bạn phải lên quận. Đó, nên chủ động. Đặc biệt là các quý phụ huynh mà có các trẻ từ 14 tuổi, đủ 14 tuổi là phải cho nó đi làm liền, làm càng sớm càng tốt nha các bạn. Rồi, một cái clip vui vẻ vậy thôi. Hẹn các bạn ở clip lần tới Phương sẽ nói về sâu hơn về cái ứng dụng định danh điện tử ha. Bây giờ xin chào.